Vụ Trung Quốc cấm chip sản xuất từ Mỹ, sao anh? Đồ chấn động địa đó mấy em. Trung Quốc mà cấm chip sản xuất từ Mỹ là tin chấn động trong ngày nha. Mỹ nó lợi dụng G7 để ngăn cản sự phát triển Trung Quốc không anh? Mà nghe căng rồi ta. Mỹ lợi dụng G7 để ngăn cản sự phát triển Trung Quốc. Ồ, mẹ Trung Quốc giỏi vậy trời, sợ gì người ta ngăn cản mày ơi. Trung Quốc là thiên triều rồi. Phải bảy nước mới cản nổi hả trời? Ừ, không khe. Trời ơi, ngày xưa 8 nước ăn hên thôi. Ngày xưa 8 nước xúm lại ăn hên Trung Quốc thôi, giờ Trung Quốc khác rồi, 7 nước tụi bay nhập lại tao lập luôn. Đó, Trung Quốc nói nha, tôi nói. Đã từ lâu rồi Trung Quốc ôm mộng giải phóng Đài Loan và có vẻ như Trung Quốc nóng lòng lắm rồi, liệu Trung Quốc có dám đánh đổi kinh tế để hành động? I don't care. Để cho Mỹ care, Nhật Bản care, Canada nhìn yếu gì mà vô G7. Mày qua đó được ngày nào chưa yếu? Ô, mày qua Canada được ngày nào chưa mày nói nó yếu? Đi tour Canada đắt hơn châu Âu đó mấy bạn ơi. Đúng. Thêm thằng mỏm nữa à. Canada nó phải rộng gấp mấy chục lần Việt Nam. Không có khoan nói về chuyện rộng. Nói về chuyện rộng nó bình thường, thế giới nhiều nước rộng. Nhưng mà Canada là gì? Có Bắc Cực. Đúng chưa? Có hai đại dương. Ít kẻ thù. Ở dưới là Mỹ, không phải kẻ thù luôn. Nên ở bên đó rung đùi luôn. Không lo nào quýnh hết á. Chứ mà châu Âu là hên xui. Châu Âu mà lâu lâu gặp mấy ông nội nào mà không kiềm chế được cảm xúc đó là nhiều khi quýnh sản. Nhưng mà Mỹ với Canada ấm. Mexico ngoại nghèo ra thì cũng ấm luôn. Mexico thì bị nghèo chứ bị băng đảng. Ở bên Canada ít có kẻ thù ta. Kẻ thù nào? Đâu có kẻ thù gì đâu. Có kẻ thù là Trung Quốc. Tại vì Canada với Trung Quốc hôm nay cự lộn hoài à. Sao Mỹ ngày xưa mạnh mà không chiếm luôn Mexico vậy anh? Ai nói mày nó không chiếm? Mexico ngày xưa bự lắm á mày. Ngày xưa á, nói mày nghe nè. Mày lật bản đồ ra đi ha. Lật bản đồ Bắc Mỹ ra đi. Em nhìn cái Bắc Mỹ ngày xưa với Bắc Mỹ ngày nay là nó bằng nhau. Nhưng mà cái Bắc Mỹ của ngày xưa đó là thằng Anh với thằng Mexico chia đôi. Thằng Mexico ngày xưa tên là Spain, nó là Mỹ đó. Nó Mexico ngày xưa là Spain nha mấy em. Chứ nó không phải là Mexico này. Mexico này độc lập từ từ Spain, Spain là hết rồi. Hiểu không? Mỹ nó chỉ có 13 bang thôi. 13 bang là một cái dải đất nhỏ hẹp nằm ở bờ đông. Đó, rồi kế bên đó là lãnh là phần đất của Pháp. Rồi phần đất còn lại là Anh là phía Bắc. Đó, với Spain là phía Nam, chia ra Hà Lan chọt chọt được một chút mà. Nên mấy nước đó lãnh thổ nhỏ coi vẫn có. Hiểu không? Xong rồi nó xảy ra chiến tranh giữa Mỹ với Mỹ. Hầu như lên lên nghiên cứu đi, chiến tranh Mỹ Mỹ ghê lắm. Xong rồi Mỹ trong cái chiến tranh Mỹ Mỹ đó có ông nội Tết Sợt. Ồ, ông nội Tết Sợt ngày xưa là chơi với Mỹ, xong nghỉ chơi với Mỹ, tách ra ly khai khỏi Mỹ luôn. Xong rồi mà nghỉ chơi với Mỹ mà đi theo Mỹ mới ghê chứ. Rồi xong rồi mãi cây cú lên đập người ta sạch luôn, quýnh ta sạch trước. Xong rồi tết sạch cũng quýnh qua quýnh lại này nọ, cũng có thắng có thua từ lưa hết. Cuối cùng chịu nổi Mỹ vô đó, Mỹ vô Mỹ phụ. Xong rồi quýnh này nọ kia xong xu luôn Cali của ông Tài Trần luôn đó. Cali Tài Trần của Mỹ luôn đó. Xong là cái như Mỹ mất hết nguyên phần đất phía Bắc luôn. Nên Mỹ nó giờ nó bự vậy đó. Chứ ai nói em nó không quýnh. Mỗi quốc gia đều đặt ra mức giá trị tài sản tối thiểu để xếp vào nhóm người siêu giàu khác nhau. Hiện Monaco là quốc gia có yêu cầu cao nhất thế giới. Theo Bloomberg, nếu muốn gia nhập vào nhóm 1% người giàu nhất Monaco, ở này khó thiệt á. Thôi giàu nhất thế giới đi, mẹ Monaco sao chịu nổi? Bạn cần sở hữu khối tài sản trị giá tối thiểu 8 chữ số là 10 triệu đô trở lên. Má 10 triệu đô lên căng ta. 8 triệu, 10 triệu À, khi đó nghiên cứu của Knight Frank ngựa hả? Paladin kìa. Knight Frank cho biết bạn cần có 12,4 triệu đô mới đủ điều kiện vào nhóm siêu giàu ở quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé. Tại Monaco, một số công nhân giàu như tỷ phú giàu nhất nước Anh, Jim Ratcliffe hay hay Stefano Bessina, người đứng đầu chuỗi cửa nhà hàng thuốc lớn nhất thế giới Walgreens bên Mỹ hả? Walgreens Boots Alliance không phải đối mặt với thuế thu nhập và thuế tài sản. Ngoài Monaco, Thụy Sĩ và Australia cũng là những quốc gia yêu cầu tài sản lớn nếu muốn xếp vào nhóm 100 giàu nhất đất nước, lần lượt là 6,6 triệu và 5,5 triệu. Mặt khác, tại Mỹ, điều kiện tối thiểu nắm giữ trong tay 5,1 triệu đô. Ghê ba mày thôi nè, có nè. Thôi giờ đi qua bên Kenya đi rẻ nè mấy em. Mà Kenya không biết nhiêu luôn. Không nè, 1% giàu nhất Trung Quốc mà đòi chảnh. 1% giàu nhất Trung Quốc còn chưa tới 1 triệu đô nữa mà đòi leo đầu Hoa Kỳ ngồi.
Mỹ cùi cùi chứ không phải 5 triệu mấy này, thấy không? Mỹ cùi cùi 5 triệu mấy, Trung Quốc chưa tới 1 triệu luôn. Nó gọi ông vua dầu mỏ, Saudi Arabia nghèo ác nữa. Ai nữa? Romania, Malaysia, Brazil, Mexico. Mexico 380 ngàn là được 1% giàu nhất rồi đó. Ấn Độ còn nghèo dữ nữa, 170 ngàn. Còn Nam Phi có 100 ngàn à. Pháp, Philippines không thấy nổi luôn nè. 100 ngàn à, đô có làm siêu giàu Philippines 50 ngàn mấy em. Hả? Philippines 50 ngàn mày có 1 tỷ rồi là ngon rồi. 50 ngàn thôi để đó. siêu giàu của Philippines trời. Còn Kenya tính sao chó ra. Kenya nó nhỏ quá không biết luôn á. Này chắc không tính được luôn. Vậy chắc có nè. Theo Bloomberg Billionaire Index 500 người giàu nhất thế giới có thêm 600 tỷ vô tập đi sao đó lo vậy thôi. Bữa nay bên báo mới nó mới đăng tin gì cũng sốc lắm em. Phải có fan nó gửi anh á. Anh nó hơi đầu care. Monaco giàu vậy mà nó làm cái cỏ rửa chén. Bên nó chắc nhập cư hết chứ dân bản địa không ai làm nha. Đúng rồi. Monaco tí xíu rồi mọi người. Có thể đúng, này nó có thể đúng. Rồi còn nhìn lại ông đây. Tài sản trung bình của những người nằm trong top 100 dân số những thế giới 21 lên tới 800 mấy ngàn tương đương 18 Việt Nam. Top 100 giàu nhất là 100 trong top này như thế nào. Tức là 1% giàu nhất là phải được 18 tỷ. Còn 10% giàu nhất là như đó tương đương 4,1 tỷ đô trong khi tài sản trung bình của 50% người nghèo nhất trong khi tài sản trung bình của 50% người nghèo nhất chỉ là 78 triệu đồng Việt Nam. Tài sản của em là con xe lát với cái máy ảnh cách mục tiêu rất xa. Điều đáng tự hào nhỏ nhoi là em tự làm không xin ai. Ủa mà mày Việt Nam hay mày nước ngoài tại Quỳnh? Nếu 1,4 tỷ là tính trên tổng tài sản thì Việt Nam hơi nhiều quá anh. Nhiều đầu mày nhiều. Ủa mà bao nhiêu thằng ngoài kia không nhà không cửa. Thằng Tú bao nhiêu cứ đủ Tú, nhiều ông Tú. Mày kiếm trong xóm mày coi nhiều người. Ủa mày hay có cái nhà cả họ ở. Mày bán cái nhà ra mày chia đi nhiều mốc. Nghèo đói chạy ăn từng bữa vỡ nợ tới nơi rồi. Cứ bệnh nổ Trần Trung Hiếu. Ủa, ví dụ như em may mắn em có cái nhà. Đâu phải thằng nào có cái nhà. Bây giờ nhà ở xã hội xếp hàng đi mua kìa. Mà những người ta chán tao thêm xếp hàng luôn nữa. Là biết bao nhiêu người. Bây giờ nó thẳng luôn, lấy Tú lấy quê mình ra coi. Một cái nhà bao nhiêu người. Thấy cái nhà nó vậy đó có giấy tờ không, bán được nhiêu tiền. Cứ cho là bán được đi. Mà tất cả mọi thằng đều bán được thì nhà nó là giá đó. Ok, hiểu không, hiểu tôi nói gì không. Thí dụ như giờ trong 1.000 cái nhà, 1-2 cái nhà bán thôi là bình thường. Nhưng mà 1.000 cái nhà đi bán 1.000 cái nhà luôn thì lạm phát nhà lúc đó nhà giá khác rồi. Nên nó mình nghèo thì những bà nó nghèo đi, ghét nó cái tật nghèo mà sỉ bệnh sỉ chết trước bệnh tim. Còn bây giờ nhà kìa, nhà bự nhà nhỏ nhà nào bán cũng có được đâu. Nó treo 500 tỷ, 300 tỷ, 400 tỷ kia trả giá mặt mình luôn. Nên thôi Việt Nam còn nghèo nhận, không cải kiết gì trơn, trả trâu còn đông nhận luôn. Thu nhập bình quân đầu người thấp nhận luôn. Từ đó tôi biết để tôi phát triển, tôi lấy thủ tôi làm tiếng. Tôi sống biết người biết ta, khiêm tốn, thật thà và dũng cảm. Như vậy mới trường tồn phát triển được thế giới. Không mình trả là cái móc xì gì hết trơn hết á. Mẹ nổ quá nổ. Cái gì à? Cho người dân cầm tiền ra tăng gia sản xuất tạo giá trị cho đời anh Duy. Mẹ có cái nhà không? Não chả có. Sản xuất cái móc, sản xuất cái gì? Mày sản xuất gì mày nói tao nghe coi. Còn mà có trình độ thì tao trả lỗi nhà đó nói. Mà nhà cũng phải mày bỏ tiền ra mua nữa. Cái nhà là của thế hệ trước của mày. Cực khổ này nọ dành dụm cái đời ăn nhắm ăn mặc nhắm mặc cuối cùng. Nó để lại thừa kế cho nó cái nhà, dỡ lỗi nhà ra tưởng nó công của nó. Anh nói thiệt cũng thẳng luôn á. Dân có trình độ có học không giờ lôi nhà nói chuyện. Mấy em thấy bây giờ anh có bao giờ lôi nhà nói chuyện không? Hiếm lắm, ít khi có lắm. Nhưng mà nhiều khi trẻ trâu nó hỏi anh á, nói gì sống sao khổ quá hay là gì tao chửi mình thấy nhục hả rồi đó. Cái em mới nói là tao ở nhà ít ít này nọ, tao chạy xe y rồi này nọ, tao đâu thấy nhục gì đâu. Chỉ trong hoàn cảnh đó thôi. Chứ còn giá trị cuộc đời mình là cái gì? Nè nó quay nữa không? Đó, phát triển nhà cửa tới thế hệ như sao tụi em mua không nổi. Không phải dù khi mua nổi mà không thèm mua luôn á. Nó sẽ xảy ra một tâm lý là không thèm mua. Mua cũng để làm gì cả. Nhưng mà mốt nè, thứ nhất nhà quốc vô thế bất động sản. Xong rồi cái khu mà nhà trong khu dân cư không cho kinh doanh. Một phát một là tự nhiên nhà nó nói à. Như bên Mỹ vậy đó, khu nó ở hả, khỏi kinh doanh mày. Lúc trước ông thầy dạy sử của em, ổng nói nếu thầy là Hitler thì phát xít sẽ không bị tiêu diệt. Đâu chạy. Ông thầy mày đi kiếm bạc cắt. Đó, bây giờ mày ông thầy mày vẽ ra lịch sử luôn hả? Ông thầy mày thuộc dạng chém gió thượng thừa rồi. Ông thầy mày nói là nếu thầy Hitler Đức không tiêu diệt thì thầy mày đầu hàng trước ngoài ngoài nhà nhạn môn quan hả? Hay sao? Thôi năm 1939 tôi đầu hàng.
Hay nói khác là cái gì? Thôi kệ nó, từ năm 1933 tới năm 1939 là thầy làm chủ một phương, thầy không quýnh lộn ai hết á. Là ok, là Đức không bị tiêu diệt đúng không? Cháu anh nó hiểu biết nhiều về lịch sử Việt Nam không? Biết, trong trường dạy nó gì nó biết cái đó. Anh Duy đánh giá cao Tam Quốc Diễn Nghĩa không anh? Không. Tam Quốc Diễn Nghĩa chỉ là cái game nhỏ thôi, cao khi bóc gì. Mà Trung Quốc thì có tật là tự nâng lên quýnh đồ này nọ ghê gớm lắm. Quắc Nguyên Giáp đồ này nọ, Trần Chân đồ, Lý Tô Long đồ, quýnh như thánh. Quýnh như thánh mà tám nước vô sâu một cái một còn phát nào hết. Mà tám nước không phải là đem đại quân qua nữa mấy em. Một bên đem 2-3 tiểu đoàn nhỏ nhỏ thôi à. Nói thì có coi phim Tàu nhiều quá mang bệnh nổ đó mấy em. Đúng không? Đông Phương bất bại đồ, trưởng đùng đùng đồ, quýnh đúng ghê luôn. Bị giấy tay hồ gám được. Mình phải dừng lại cái mức giải trí đồ ok. Lý Tiểu Long cũng chỉ là võ trên điện ảnh, chưa thực chiến được trận nào. Mà trong phim nó đi thách đấu toàn là võ sư của mấy môn phái gì tùm lum hết. Judo, Mây Thái đồ. Bữa nay em đã đọc cái nêu mà cái gì lớp 8 nó quýnh hội đồng. Nhỏ nữ sinh lớp 8 nó quýnh hội đồng bạn nó này nọ, nhỏ đó bị hạ hành kiểm em. Cái gì Việt Nam sắp ra xe một người tăng cường kẹt xe. Exactly. Đi cái xe máy thì đã kẹt rồi ha. Giờ cái xe nó bự hơn xe máy nữa, kẹt dữ nữa. Xe máy đã phải chen chúc rồi đúng không mọi người? Theo anh, kinh tế Việt Nam năm sau có bứt tốc hơn so với năm nay không anh? Mày trả nợ trái phiếu xong đi rồi bứt sau. Đúng là kinh tế mấy em muốn tham khảo chứ, là trái phiếu năm nay là siêu nặng luôn, năm sau nó nặng hơn năm nay nữa. Bữa nay có một doanh nghiệp gì mà nợ trái phiếu hơn 1 tỷ đô luôn. Bức tranh nó đen kịch rồi mà chưa biết đường đi mà thủ tiền đi, lo làm đi. Doanh nghiệp nợ trái phiếu dữ vậy anh, chuyện của người ta đâu có biết đâu. Đâu có nhiều đâu, tổng nợ trái phiếu hình như là nhiêu mấy em? Gần triệu tỷ hay gì đó. Sao du lịch Việt Nam tệ quá vậy, ông có gì cải tạo không? Không biết. Du lịch Việt Nam người dân tự phát nhiều quá, giờ cải tạo gì má. Tự nhiên đi bán cua, đi cân thiếu, cân gian, xong giờ nhà nước đem cân ra cân đối chiếu nữa trời ơi. Cái hành vi đó mình cảm thấy nó buồn cười lắm luôn mà. Bây giờ cái chuyện mà ông bán cua cho người ta, ông cân đúng đi. Mà cái chuyện nhỏ xíu đó ông cũng làm phiền tới nhà nước đem cái cân ra đối chiếu nữa. Du khách người ta nhìn vô ta thấy làm sao. Rồi mấy cái quán này chặt chém đồ, hầu như ngày nào cũng có hết đó. Dạo gần đây thêm cái gì, cái tô bánh, tô bún gì hay gì đó, 35k 2 miếng chả. Có vậy thôi cũng làm xèo lên nữa thiệt. Bạn thấy tự nhiên đi tham gia, đi quản lý mấy cái chuyện đó. Chen chúc bốc thăm mua nhà ở xã hội đông quá trời anh, tỷ lệ chọi cao quá. Mấy ngàn người chỉ có 145. Thì anh nói vấn đề đó nhiều lần rồi, cái vấn đề đó phải sửa lại thôi chứ không thể nào để nó như vậy được. Cái nhà ở xã hội anh thấy nó không thực tiễn đó, vậy thôi. Mà thêm cái vụ đó không có sốc bằng cái vụ hôm nay lan truyền cái viral xe hơi 5 triệu. Mấy em có nghe cái câu xe hơi 5 triệu, biết nó lan truyền từ đâu ra mà nó đậm chất lùa gà dữ vậy không biết trời. Tức là lương 5 triệu đi xe hơi. Trời đất, cái học thuyết kinh tế này thiệt là phải đọc giải mới được. Cậu trên thế giới chưa có nhà kinh tế nào mà có được cái làm được cái điều vĩ đại là biến một người thu nhập 5 triệu mà đi được cái xe hơi. Cái này là phải đấu giải, được giải Nobel kinh tế. Chú nghĩ trong tương lai mảng xây dựng Việt Nam mình sẽ ra sao? Đứng trước quyết định sinh tử đây. Xây dựng lại giờ đứng trước định sinh tử nó chống đùa đâu. Ở Hà Nội em thấy người có tiền đi ô tô cũng đến bốc thăm không hiểu nổi. Chắc có ai nhờ đấy. Nói bữa nay mắc lụm dây chai rồi, thôi bạn đi bốc thăm giùm mình đi. Cho em hỏi mua nhà ở xã hội hay chung cư anh? Vì em nghe nói chuẩn bị sửa đổi luật chung cư nên có hạn cũng rén anh nhỉ. Không, chung cư có hạn là bình thường, không gì rén hết á. Mà rén là do cái tư tưởng của em đó giờ nó sai. Giờ anh hỏi nè, chung cư cái miếng đất là vĩnh cửu đúng chưa? Cái chung cư đâu có vĩnh cửu đâu. Mà mày mua một cái block, một cái ô trong một cái building, chứ mà đâu phải mày mua cái miếng đất ở đó đâu. Hiểu không? Nên chung cư không thể vĩnh cửu được. Mà cái luật bây giờ nó cũng khó nữa. Bây giờ ví dụ như em là người làm luật đi. Bây giờ em luật sao? Cái chung cư tuổi đời nó từ 70 năm đến 90 năm, cái luật của mày dám đúng tới đó không? Nên vấn đề mua chung cư là gì? Mấy em cứ nghĩ đó là thuê nhà lâu năm thôi. Tại vì sao? Mình đang dính cái mindset là gì? Nhà là tài sản. Thấy mẹ rồi. Mua nhà để xin lời, cái nhà sau này cho con trai con gái. Cái mindset đó đó, G7 nó hết mindset đó rồi. Thì 100 năm sau Việt Nam nó cũng hết mindset đó luôn. Chắc chắn là phải đi theo cái con đường mà G7 đã từng đi qua. Một xã hội phát triển nó sẽ tự như vậy. Anh Duy, nhà trường nên phạt học sinh như thế nào để hạn chế bạo lực học đường, đuổi học em? Việt Nam nhiều khoáng sản như vậy mà không đầu tư vào khai khoáng mà cứ bán thô vậy anh? Thì cũng đầu tư khai khoáng xong mới bán thôi em. Còn cái công nghiệp tinh chế đâu có dễ đâu em. Thí dụ như em vô rừng em cuốc được cục kim cương, nhưng mà mày đi mà làm cục kim cương nó thành kim cương bán ở trong store của Singapore, chuyện đó không hề dễ. Chuyện đó những nước phải có nền khoa học kỹ thuật công nghệ cao nó mới làm được, hiểu không? Nên tóm lại tiền tụi nó kiếm nhiều hơn mình. Hồi lâu em đọc một câu chuyện có đoạn bình thường một người Việt Nam giỏi người Nhật nhưng nhiều hơn thì mình không giỏi bằng. Giờ nhớ lại đoạn đầu thấy xạo rồi chứ bà làm sao, xạo thiệt. Ủa, cái cách viết đó kêu là đỉ bút.
thấy hạ hành kiểm là nặng lắm rồi. Ủa hạ hành kiểm là gì mày ơi? Hạ hành kiểm nặng lắm rồi, mày đi mày quýnh con người ta, mày quýnh tập thể kiểu đó là cái tội đó cố tình nhằm ăn rợ. Rồi chưa kể thằng kia nó vô can mày quýnh nó luôn. Cái tội đó không nhẹ tí nào hết, đừng nói chuyện hạ hành kiểm đây với anh. Anh nghe mà anh lạnh người. Nó mới lớp 8 mà nó vậy rồi. Nó thêm 4 năm nữa chắc làm chị đại quá. Rồi xong rồi cỡ nó đi sách về nhiêu ký. Hạ 1-2 bậc mặt nó còn vui, tại hên chưa bị đuổi. Đuổi nhiều khi về ba mẹ nó la vài bữa, chứ sợ gì. Nói chung mà để cho đứa nhỏ đó là có tư tưởng và việc làm như là thất bại của gia đình rồi, còn gì nữa đó. Mà đẻ ra để con mình mới lớp 8 tư tưởng lu manh chị đại. Thanh Nguyễn nó là anh nghĩ Nga có giúp phần Việt Nam thoát qua khủng hoảng kinh tế đợt này không ạ? À? Trí tưởng tượng của em hơi vai bổng á. Giờ anh cho các em cái giả thuyết. Thí dụ như dần Tú mở công ty ra, xong rồi ở bên Nga cũng có công ty bự bự á, nó hợp tác với thằng Tú. Giờ tao chỉ hỏi nè, thằng Tú mày sống nổi hay không cái đó. Chứ khỏi cần nói tới chuyện phát triển. Thí dụ như bây giờ em là chủ doanh nghiệp, em dám hợp tác không? Trời đất ơi, cái quan điểm này của em, cái suy nghĩ của em nó cực kỳ đó, gọi là nó so pink, nó quá màu hồng đi, nó viển vông mà nó không hề thực tế. Anh cho em coi là cái một bài báo đã cũ rồi, cái chuyện này đã cũ rồi, chưa phải mới như bây giờ. Này, từ nhớ coi, không biết xóa chưa? Có một cái công ty gì của Việt Nam mình làm về lĩnh vực dầu khí, xong rồi liên danh với Nga, xong rồi cái công ty của Nga liên danh với mình á, bị Mỹ nó cấm vận phát một, rồi không thực hiện được cả mọi thứ, rồi giờ nó bị lỗ nhiều lắm. Mà cái đó là trước cái vụ chiến tranh nữa, cái đó là chuyện nó lâu rồi, cái chuyện trước vụ chiến tranh nữa. Cái này là một nhà thầu của Nga bị Mỹ nó cấm vận hồi xưa, Mỹ nó cấm vận vụ gì á lâu rồi đó. Mà công ty của bên mình đang hợp tác với nhà thầu đó. Việt Nam mình xong ngồi nhiều điện năng lượng nhiều mà sao vẫn thiếu điện anh? Nó nằm ở tầm vĩ mô nè. Điện mà từ thủy điện là lạc hậu rồi, xưa rồi nó rồi, điện nó cũ rồi. Điện giờ phải điện mới, đúng không? Mà điện mới là điện tái tạo, mà điện tái tạo lại mắc. Nó lại mâu thuẫn. Giờ chỉ có cái điện kia là chơi được thôi mà khó. Cái điện kia thế giới chơi mấy chục năm rồi. Nói chung bài toán điện lực nó khó lắm em. Xử phạt quán bún cha chả 35k chỉ vì đĩa bún có 2 miếng chả như nghĩ sao? Anh thấy chuyện đó không đáng không? Cái chuyện đó nó nhỏ nhặt mà nó bạc phảnh nó sao sao. Giờ đi ăn thuận mua vừa bán thôi chứ cũng có 35.000 chứ có gì đâu mà cái gì cũng xử phạt vậy hết đó. Người ta biết làm gì cho đúng, làm gì làm cho sai. Rồi mốt mấy nhà hàng kia sao rồi rảnh mà cứ lên mạng phốt nhau. Ý gì nó không có đáng. Ví dụ nó nhiều đi, nó khoảng chừng 1 triệu bạc hay gì đó. Còn bây giờ ông đó ông niêm yết giá, anh đọc báo nha. Ông đó ông niêm yết giá, ông ghi là 35k. Giờ bắt bẻ vô ghi gì không được, phải ghi 35.000 đồng. Việt Nam cho Lào tránh vỡ nợ 700 triệu đô anh. Ở đâu ra má? Bớt giỡn đi, 700 triệu đô là nhiều lắm đó mày, không có giỡn đâu nha. 700 triệu đô là cho mượn hay cho luôn hay cho như thế nào? À, cái lợi cái hại khi Mỹ bán Alaska là gì thế chú? Cái lợi cái hại nói chung cái lợi cái hại á, mà Mỹ bán Alaska đó là cái thằng bán cho em cái bả nó xịn á. Tại sao Mỹ bán Alaska? À, việc người độc thân cũng trả thuế nuôi người có con, theo anh có phải là một cách Mỹ muốn tạo áp lực để người đó có gia đình luôn không? Không, cái việc người độc thân mà trả thuế nuôi người có con là cách hiểu sai. Mà cái người độc thân đó phải mua cái nhà, thì trong cái thuế nhà nó có cái thuế nuôi con, còn người độc thân ở nhà mướn thì khỏi, hiểu không? Tức là cái này sở hữu nhà thì mới phải đóng cái thuế. Đúng rồi. Cho mấy đứa trẻ. Chính đó xác. Luôn rồi. Còn có những người á, người ta nói độc thân á đóng thuế nhiều hơn mua nhà. Ủa lộn, đóng thuế nhiều lấy vợ là biết làm sao không? Cái này anh đam ra đừng giận nha mấy em. Sẽ có một số quan điểm người ta nói rằng lập gia đình đóng thuế ít hơn so với độc thân. Việt Nam 20 năm nữa bằng Mỹ bây giờ không anh? Để coi, ví dụ như trong vòng 20 năm nữa em bằng Elon Musk bây giờ á, thì anh nghĩ là Việt Nam có hy vọng bằng Mỹ bây giờ nha. Bây giờ có cái tin buồn cho mày nghe nè con. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đó là vấn đề đi xuất khẩu lao động á. Chuyên gia trong hội đàm kinh tế nào đó nói là đừng có nghĩ đi xuất khẩu lao động là đi kiếm miếng ăn về đổi đời, mà hãy nghĩ đó là nguồn kiều hối vĩ đại cho đất nước. Thí dụ như mình làm một cái gì đó mà để cho đất nước mình nó vô cái hoàn cảnh khó xử, hay là dễ để tổn hại một về hình ảnh nè, về kinh tế nè, về ngoại giao nè, là cái điều theo tôi nói thấy cực kỳ ngu luôn. Giải thích cho em hiểu việc đi xuất khẩu lao động đâu hiểu em. Thí dụ như ở Việt Nam em làm lương thấp quá thì thôi kệ nó, đi xuất khẩu lao động kiếm tiền về nuôi cha mẹ thôi. Xuất khẩu lao động là đi làm lao động chân tay ở đâu, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Đài Loan, có thể ở bên Trung Đông nữa. Ồ mà có qua châu Phi không ta? Cái châu Phi anh không rành nha, anh thấy có một số bạn đi qua châu Phi mới làm gì bển nữa. Có làm vlog nữa. Không lẽ đi qua xuất khẩu lao động châu Phi nghe nó ảo. Này em có chuyến công tác tự lái về miền Tây, thấy đường xá chán quá anh chạy mà xót xe.
anh đã từng rồi mẹ ơi, mà thời mà mới lấy mẹ cũng như bao nhiêu tài xế khác rồi đi dọc miền đất nước, anh đi tour miền Tây rồi đó em, chạy mém lọt rượu mấy lần luôn, đường quốc lộ như nhiêu 80 phải không ta, không nhớ đường quốc lộ nhiêu mà đi ở cánh ở dưới miền Tây lâu không nhớ em, chạy bang bang đường nhỏ xíu mà hai cái xe chạy ngược chiều á, ví dụ nó chạy ngược chiều mình chạy ngược chiều nó, né nhau xíu nữa ban ruộng luôn. Nói chung đường xá quá tệ, không gì bằng lận hết, làm anh chả còn động lực gì dưới nữa thiệt. Chuyện gì thì hoài bão nó cũng bay bổng một thời, đúng không? Ngọn lửa đam mê nó cũng cháy bổng, khi một thời cháy thì thôi chứ giờ mốt đường xá nó ngon cháy lại mấy em. Chứ giờ nó đi sót xe gì, trời ơi thiệt luôn á. Đó là lý do mà bảo hiểm ở Việt Nam bán siêu mắc. Trung Quốc có một người đàn ông ra đi mãi mãi khi chứng tỏ tủ lượng mình bằng cách uống 4 chai rượu cùng lúc trên livestream có phải là cái chết lãng xẹt không? Nói chung giờ xã hội nó vậy đó em, không biết nữa, không ý kiến cò. Nay mẹ bán lại ép lỗ giá à anh, à mới clip hả? Chém gió chơi thôi chứ bán đâu mày. À, chào CEO, tháng này là mùa ngã bệnh của sao Việt, phải thật. Đúng rồi, đang bị allergy quá trời luôn. Ở bên Mỹ đang mùa allergy, ông có bị không? Sao mấy người bạn tôi bên Mỹ giờ bị allergy quá trời luôn ta? Ông Quốc có bị không Quốc? Tài Trần có bị allergy không em? Nghe nói gì bị allergy phấn hoa gì đó. Tức là cái mùa này Mỹ nó nở bông hay gì đó mà, hay là gì đó mà phấn hoa nó bay trong đầy trong không khí á. Xong mà cái đi ra ngoài ắt xì, xong là mũi sưng lên đỏ, nước mũi chảy rồng rồng rồng, nước mắt chảy rồng rồng rồng. Ăn rồi ắt xì hoài cả ngày luôn. Bạn bè tôi nhiều người bị lắm. Có bị allergy phấn hoa bay như là có tuyết vậy à. Nặng không? Ông bị allergy nặng không? Rồi sao hết? Mua thuốc uống hay là chích allergy vô? Em có 7 mét đất được tính trên tỷ không anh? Ai biết mà đi bán thử sao tao biết trời. 7 mét đất họ tính trên tỷ không? Cháu anh mốt thi, mai mốt thi đại học bách khoa chắc ý xì. Nó không thèm nhìn, nó mới xin tiền anh, nó kêu giờ cho nó học chương trình Cambridge kìa. Tại vì nó học hết lớp 5 rồi, là nó là lớp 6. Lớp 6 bây giờ có hai cái option chọn, một là học sâu hai chương trình tiếp, hai là bỏ chương trình này học chương trình kia luôn. Mà chương trình này toàn tiếng Anh không, nặng lắm. Nó đang xin tiền anh học, đang thinh kinh để coi học sao. Cái anh hỏi nó sao học đó, nó trả lời những câu hay cũng trưởng thành lắm. Sao tỷ phú toàn du học Nga mà không thấy du học Úc hay Mỹ nhỉ? Nó luôn, nó thèm về đâu. Mẹ con Olomia nó Úc luôn, nó giờ đóng góp cho nhân loại thì ở đâu cũng vậy thôi, mà đóng góp bên Úc dễ đóng góp hơn kìa. Nhưng mà đặc biệt một cái là tỷ phú từ bên Nga hay từ bên đâu về á, xong mà kiếm tiền ở Việt Nam xong cũng đem qua Mỹ à. Nó cũng phát triển thương hiệu bên Mỹ à, giờ cũng ra ma cả đùng bên Mỹ luôn. Thấy không? Người ta nói đi đâu nó cũng vòng về châu về hợp phố mấy em. Thế giới nó có chừng đó thôi à, con đâu như đó nước à. Mà khổ một cái kiếm tiền bên Nga sao không bây giờ không qua bên Nga business lại. Nhiều khi Nga nghe đó, Nga cũng cay chứ bộ giỡn hả mày. Đúng, giá mà lúc này cầm tiền đi qua Nga đầu tư thì ok, mọi chuyện nó khác. Nói chung kinh tế nó nhạy cảm, nó phức tạp lắm em ơi. Ăn cơm nhà đừng bàn chuyện tỷ phú, mà hiểu được nhiêu câu chuyện của tỷ phú đâu bàn. Anh dân làm ăn anh chả dám bàn, đây có thiệt luôn á. Anh khuyên em vậy đó. Bây giờ ăn học thành tài để cái não mình nó bớt điên cái đã. Từ đó mình đi làm kiếm tiền đỡ báo mẹ cha. Rộng lớn chút xíu nữa đóng góp cho xã hội. Đó, thay mặt Việt Nam thanh kiều em luôn. Chú tới học sinh sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập như thế nào? Cỡ như Jenny Quỳnh thì đẳng cấp. Mấy em biết chị Jenny Quỳnh không? Đậu Stanford á, đẳng cấp. Jenny sống ở Mỹ lâu rồi mà anh, tao có cần biết nó sống ở đâu, tao chứ không biết nó là người Việt Nam là được. Bây giờ người dân của một nước mà em ngọn xác định phải trong lãnh thổ nữa thôi. Suy nghĩ vô đó lùi lịch sử 200 năm. Đi học tập nước Do Thái kìa. Thấy nước người ta trong ngoài kết hợp ghê chưa? Nên đi du học không anh? Em nghe mọi người nói không nên, tại kiến thức giờ free học đâu cũng như nhau. Nó nói gì hết biết nói gì luôn rồi mấy em. Mày nói gì tao hết biết tao nói gì luôn rồi đó. Bây giờ mày hỏi có đi du học không, đúng không? Mày đủ điều kiện đi không? Chừng nào đủ điều kiện đi học du học á thì mình bàn luận tiếp cái trường nó có nhận mày không có đã. Rồi ok mình bàn tiếp. Tập đoàn giáo dục eQuest đã công bố huy động thành công 120 triệu gồm cả khoản vay vốn của sở hữu của nhà đầu tư hiện tại là KKR, nguồn từ quỹ tác động toàn cầu Global Impact Fund. Nhưng mà tập đoàn giáo dục eQuest là gì? Nghe lạ vậy, anh ở Việt Nam anh không biết luôn á. Tức là cái tập đoàn này làm về những cái gì? Tức là có những cái brand name nào trên thị trường không? À, tập đoàn eQuest được thành lập trên nguyên tắc đổi mới vượt trội, được cống hiến bởi các nhà giáo dục là cựu du sinh từ Anh, Mỹ, Anh, Úc, Đức. Hiện tại eQuest là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với 158.000 học viên theo học mỗi năm tại các đơn vị thành viên. Đơn vị thành viên là nào? Bao gồm các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng nghề, dạy ngoại ngữ cùng nền tảng công nghệ giáo dục. Từ từ cho tôi bay coi chứ đúng không? Không nó cự nó như đọc gì vậy?
thông qua chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi cam kết hỗ trợ năng lực cạnh tranh cho các thế hệ sinh viên Việt Nam bằng cách hình thành nền tảng giáo dục toàn diện, đầu tư vào nguồn nhân lực. Chung chung quá, tóm lại lại, EOS luôn đề cao yếu tố con người bởi đây là tài sản quý giá nhất để phát triển của tập đoàn. Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên mang trong mình dòng máu cống hiến, mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. Một trong những chiến lược then chốt của EOS là quản trị tài năng, talent management. Chúng tôi tin rằng một tổ chức hay một quốc gia chỉ có thể dẫn đầu khi biết trọng dụng nhân tài. Chúng ta không thể vươn tầm cạnh tranh trên thế giới nếu những tài năng xuất sắc phải đi xin việc hoặc chờ bổ nhiệm. Chúng tôi luôn chủ động tìm kiếm và chiêu mộ tài năng và tạo mọi điều kiện để họ phát huy tối đa năng lực của mình với tôn chỉ vươn tới sự hoàn thiện. The West for Excellence tại US chúng ta nó tóm lại là trường nào? Tóm lại em chưa biết đây là một công ty hay một trung tâm hay là một gọi gì đây? Cornea dấu sao là tổ chức gì ở đây nè. Từ tháng 6 2022, tập đoàn giáo dục EOS và các đơn vị thuộc khối phổ thông và khối Anh ngữ và công nghệ giáo dục được tổ chức kiểm định Cornea Mỹ công nhận đạt kiểm định chất lượng toàn diện. Có lịch sử 5 năm được Bộ Giáo dục Mỹ kiểm định trong các trường trung học trên hệ thống giáo dục Mỹ hiện nay. Đến nay cô đã tổ chức hàng đầu thế giới, cô quyết định tóm lại là trường nào thì công ty chứ gì, nhưng mà công ty phải có cái trường nào chứ này, thế gì tập đoàn giáo dục, tao nói làm trong một giáo dục gì mà lĩnh vực hoạt động kinh mới gì là một thành viên của hệ thống trường quốc tế Canada CISS cung cấp học sinh chương trình giáo dục tính cách và hành động theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Ontario. Chương trình tập trung vào 10 tính cách, 2 kỹ năng. Còn biểu phí khác, phí nhập học 3 triệu, phí cơ sở vật chất 3 triệu. Má, đã trường tư rồi, còn bị đặt phí cơ sở vật chất nữa mới chịu chứ. Phí giữ trẻ ngoài giờ, 30 ngàn, 30 phút là 60 ngàn một tiếng. Đúng rồi, rẻ mà, trường này rẻ rồi. Tức là ví dụ như giờ cha mẹ mất đi làm này nọ, tới 10 giờ đêm mới rước con, thì giữ tới 10 giờ, nhiêu tiền tính vô, vậy thôi. Không giờ, 4 rưỡi hết, không rước con về thì giờ gửi trong nhà trường phải giữ chứ, cho nó ăn đàng hoàng chứ trời. Phí giữ xuất học nữa trời ơi, có nhiều phí vậy. Em mới đọc báo Nga muốn xóa sổ Ukraine luôn sếp, không phải đơn giản là giành đất đai nữa sếp, xin mời xóa. Trên thế giới này là quyền tự do của những nước. Không? Mọi nước đều có cái quyền, họ muốn làm điều họ nghĩ là cho là đúng hết á. Hậu thế sẽ phán xét nè. Anh không ý kiến cái còi hết nha. Quan điểm anh là không ý kiến cái còi hết. Người dân ở vùng Belarus đang tháo chạy làm kẹt xe ở cao tốc. Ui, kẹt xe là chuyện bình thường mà chừng nào ban với ruộng chạy luôn mới là chuyện đáng bàn cãi, hiểu không? Bây giờ cao tốc bình thường nó cũng kẹt xe nữa, cần gì bỏ chạy nó mới kẹt. Đó, chừng nào lụm được cái niêu nào ban xuống ruộng chạy luôn, cởi áo cởi quần bỏ đồ chạy hết á thì cái đó nó mới sốc á. Sao UK không học 4-0 giống Việt Nam anh? Mày còn nhỏ, nhà mày còn nghèo, mày đừng có dạy khôn người ta, tao cảm ơn mày. Mày đụng tới UK cú này là ăn hành cho chết. Mày không thấy UK giờ được thế giới nó cưng hả? Mày đụng tới UK một cái, UK lên twist quyết một cái, trẻ trâu Việt Nam mà đó mới nói gì mình đó, tao mệt lây với mày luôn á. Nên thôi né né UK qua một bên, nó thiệt, đang trauma này nó nặng lắm em. Trauma này nó liên quan tới cơm áo gạo tiền, chứ không phải tụi bay muốn chém gió hay sao chém đâu. Nhiều khi tụi bay chém tao sợ muốn chết luôn à. Giao tranh xảy ra tại Kinzilka, vùng Belarus, Nga, người dân bắt đầu thái chạy. Đã biết người dân Ukraine khổ thế nào suốt năm qua? Đương nhiên rồi, mày qua nhà người ta mày quýnh người ta chạy thì đương nhiên khổ rồi chứ gì nữa. Qua vụ G7, thấy Nga đợt này chính thức bế tắc của anh. Có nguy cơ chiến tranh hạt nhân không anh? Chiến tranh hạt nhân để NATO nó lo, mày ơi, mày lo nổi không? Tao đâu lo nổi đâu, nên tao đâu thèm chém gió đâu. Bây giờ Kinzil thì để cho Patriot nó lo. Chứ kinh giò mày đâu có lấy cái giải thun đâu mà chụp đâu, đúng không? Một con Mi 8 ở Belarus mà Nga đã bị hạ. Một cầu thì người dân tại đó nói đã nổ. Trận chiến trên đất Nga đã bắt đầu nhưng bên Nga nói là phá hoại. Thì phá hoại đúng rồi. Chừng nào mày kéo mười mấy sư đoàn qua thì mới là không phá hoại chứ. Còn bây giờ chiến tranh nó có nhiều loại lắm nè. Chiến tranh phá hoại nè, chiến tranh hủy diệt nè. Đó, chiến tranh quy ước nè, không? Chiến tranh đánh lén nè. Nhiều lỗi lắm, giờ đã gọi là quýnh lộn rồi thì không có công thức, không có đạo lý tùm lum hết đó. Đó, đạo lý là hậu chiến, tức là sao khi mà quýnh lộn rồi một bên nó gục rồi đó thì lúc đó đó mới ra ngoài bàn tròn mà nói chuyện đạo lý lại coi ông sai chỗ nào ông đền nhiêu. Đó, cái cú đó là Hitler ăn cho đủ. Nếu mà ngày trước Hitler thắng thì cái bàn đó sẽ nói chuyện đạo lý chỗ khác, nhưng mà Hitler thua thì thôi Đức trả cho đủ. Báo nói Ukraine tuyên bố Bakhmut chỉ còn trong trái tim người Ukraine, không biết đúng không ta.
thằng này nó nắm tin mà nắm không kỹ. Cái câu đó là ông tổng thống ông nói lúc đó là đi qua đi hội nghị thượng đỉnh bên Nhật Bản đó, cái phóng viên nó hỏi ông tổng thống Zelensky rằng tôi nghe đồn là bắt mút mất rồi, ông thấy đúng không? Cái lúc này ông lại hỏi cái giật mình, trong khi ông đang ở xa, ông trả lời nho, ông nói mà cái câu hỏi của ông cũng rất là cắt cớ nha. Phóng viên hỏi là gì gì mà Nga chiếm Bắc Mút này nọ, ông lính của ông còn giữ đó hay không, đại loại là vậy. Xong cái ông hỏi tôi nghĩ là không, mà cái câu tôi nghĩ là không nó có hai ý luôn. Nếu mà tôi nghĩ là không mà trả lời cho cái ý á là không, lính ông còn giữ Bắc Mút hay không thì là Bắc Mút thất thủ. Còn cái câu mà tôi nghĩ là không mà trả lời cho câu là Nga đã chiếm Bắc Mút thì là ông phủ nhận cái đó, tức là phủ nhận việc Bắc Mút bị chiếm. Mà ông trả lời 50-50. Xong rồi Bắc Mút chỉ còn trong trái tim chúng ta là công, tôi không nói. Nhưng mà sau đó một chút thì lính của ổng, tức là cái người mà kêu là thư ký hay là gì của ổng đó, đính chính lại là verify lại là Bắc Mút chúng tôi vẫn còn cố thủ trong một số căn nhà và vẫn giữ vững tay súng. Thì nó tóm lại là gì? Vấn đề Bắc Mút một bên này nó này, bên kia nó khác, cũng không biết nó như thế nào cả. Thế thôi. Lúc đầu mới thấy Nga đánh dữ dội, bây giờ yếu thế rồi, chắc nhờ Mỹ vũ khí Mỹ viện trợ. Thì đương nhiên không có vũ khí của NATO là cỡ như Ukraine là xong rồi, chuyện nó rõ ràng gì nữa. Mà cũng có điều bất công cho Ukraine là khi Ukraine phải phòng thủ dọc biên giới từ Belarus tận Donetsk, trong khi Nga chỉ dùng quân ở Donetsk và đánh chiếm, vì vậy mà vẫn chỉ chiếm dọc biên giới, mà Nga còn có Donetsk với Luhansk nữa, hai nước cộng hòa gia nhập nha. Đánh nhau cho cố mấy nước láng giềng khổ, bậy bạ, đánh nhau cho cố người dân khổ mới đúng. Nước láng giềng nào khổ mày? Đó, bây giờ đánh nhau cho cố dân hai nước khổ hết. Mỗi bên khổ theo một kiểu. Rồi chưa kể kéo lùi đất nước lại tụt hậu thêm 30 năm nữa. Xong rồi cái Trung Quốc amazing good job. Sáng an ủi anh như thế gì, chiều uống trà, anh em tâm sự với Nga chỉ có thể là Việt Nam. Thôi đi mẹ ơi. Mày nói cái này cũng không hay đâu mày ơi. Nói kiểu này giống như là trà đá vỉa hè, chém gió đồ này nọ thì ok. Chứ nếu mà tao im. Tại Việt Nam bây giờ cần đi kiếm tiền. Theo anh Duy, bao giờ Ukraine giải phóng được Bắc Mút? Tao mới quan tâm mấy chuyện xàm xí đó mày ơi. Tao quan tâm khi nào người dân của mày đứng ngẩng đầu trên thế giới kìa. Cái đó là quan trọng. Thằng Kali nó vẫn chưa hiểu vấn đề. Em có hiểu cái nào là mình điều hành một đất nước, người dân của mình nó ngẩng đầu trên thế giới, điều đó là mình mới tự hào, điều đó mới đi vô lịch sử. Chứ không phải là mày điều hành đất nước rồi mày đi quýnh lộn rồi đã đời, mày hỏi khi nào chiếm được cái này, khi nào chiếm được kia, rồi khi nào giải phóng này, khi nào giải phóng cái nọ. Nếu mà thích những cái trận chiến đó, thích những cái màn mà BK đó, trở lại quá khứ phút giây chạnh lòng, cách đây chừng 400 năm thì được mấy em. Thời mà chúa Nguyễn mang gươm mở cõi thì ok. Gì vậy? Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga thì bây giờ cãi đi, chuyện chiến tranh thì cãi đi, giờ sao giờ, ông quýnh tôi quýnh ông thôi chứ. Giờ anh chỉ quan tâm nè, người dân Ukraine với người dân Nga, dân của hai nước đó đi ra nước ngoài làm ăn sao, chứ đi du học sao, đó đều đó anh quan tâm. Em chỉ mong chiến tranh Nga với Ukraine mau kết thúc để những người lính có thể về với gia đình. Sao giờ mà nói chuyện nghe được vậy? Mày nói chuyện gì thì đâu có bị ăn đam. Nhưng mà kết thúc theo kịch bản nào mày cho là đúng? Theo ý em thôi nha, Ukraine không gia nhập NATO và để cho dân bốn vùng ly khai bỏ phiếu, Liên Hiệp Quốc chứng kiến theo phe nào thôi. Chứ anh biết tính cách của ông Putin rồi đó, ổng quyết là quyết tới cùng. Vậy đối với mày là vua hả? Thì thôi nói chung nó nói vậy cũng được đi. Tóm lại 1/2 UK là lịch sử, đỡ hơn dự đoán của em. Trừ khi lật đổ được thì mới may ra thay đổi được. Ủa gì mày? Ủa trên cái thế trên chiến trường giờ Ukraine đâu có thua đâu mày. Mày nói sao vậy? Ủa cái thế trên chiến trường Ukraine đâu có thua đâu. Bây giờ Nga phải ngồi đó đào lô cốt, dựng hầm dựng hào thủ quá trời quá đất luôn. Đúng không? Nên cái kế của em á thì nó không có phe, nó không có nghiêng, nó tức là nếu mà ông Ukraine nghe theo kế của em á, ổng không được cục xương nào luôn. Tự nhiên mất hết bốn vùng luôn. Nếu là anh Duy thì anh Duy sẽ xử thế nào khi bốn vùng liêu khai luôn làm loạn, tao đuổi cổ về cái nơi mày muốn đến. Đơn giản thôi. Giờ mày không chịu ở đây đúng không? Nhà mày bán nhiêu tao thu giá thị trường rồi cút.